đắt hơn 70 triệu, Toyota Vios 2019 có đáng mua hơn Mazda 2 2019 hay không? Mời các bạn cùng chúng tôi sẽ tiến hành so sánh xe Toyota Vios 2019 và Mazda 2 2019 để xem thử Vios có thực sự có nhiều ưu điểm đủ để lấp đầy khoảng cách 70 triệu đồng với Mazda 2 hay không. Xét trên thị trường ô tô hạng B, Toyota Vios gần như là độc cô cầu bại bởi doanh số luôn đứng đầu bảng xếp hạng xe ăn khách nhất Việt Nam. Vios là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình và cả những người mua xe chạy dịch vụ. Mẫu xe Nhật Bản sở hữu khả năng vận hành bền bỉ, không gian nội thất rộng rãi, ngoại thất nhã nhặn và đặc biệt là khả năng giữ giá vô địch. So với Vios, Mazda 2 dường như là cái tên kém nổi bật hơn khi thường xuyên chỉ đứng hạng 4, hạng 5 trong phân khúc. Tuy nhiên, Mazda 2 vẫn có những ưu điểm như sự tươi trẻ và đa dạng về công nghệ trang bị. Nếu như khách hàng ưng ý Toyota Vios 2019 nhờ bề dày thương hiệu và chất lượng ổn định thì Mazda 2 lại gây ấn tượng bởi sự cá tính và vẻ ngoài hiện đại bắt mắt. Vậy nếu như bạn là một người đang muốn mua một chiếc xe hạng B trong tầm giá 550 triệu đến 600 triệu đồng thì Toyota Vios hay Mazda 2 sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết so sánh xe Toyota Vios 2019 và Mazda 2 2019 dưới đây. Cần biết rằng hai phiên bản được chúng tôi nhắc đến trong bài là Toyota Vios G CVT và Mazda 2 Sedan. Toyota Vios đã thực hiện một đợt làm mới phiên bản vào tháng 8 năm 2018. Hiện tại, mẫu xe hạng B đang được bán ra tại nước ta với 3 biến thể và có giá từ 531 triệu đến 606 triệu đồng. Trước đây, Mazda 2 từng phân phối ở Việt Nam với đủ hai phiên bản sedan và hatchback. Tuy nhiên, hiện tại Mazda 2 chỉ còn duy nhất bản sedan ở nước ta với giá 529 triệu đồng. Như vậy, nếu xét về giá bán thì Mazda 2 rẻ hơn Toyota Vios tới 77 triệu đồng. Đây là một con số tương đối lớn nếu như xét trong phân khúc xe tầm giá 500 triệu đồng. Vậy nên khách hàng lựa chọn xe chắc chắn sẽ phải cân nhắc nhiều. Hiện tại, Toyota Vios đang có 6 tỷ chọn màu sơn là màu vàng, đỏ, đen, trắng, xám, bạc. Trong khi Mazda 2 2019 lại có tới 8 màu sơn để lựa chọn là trắng, bạc, vàng, nâu, xám, xanh, xanh, đỏ, đen. Đây sẽ là lợi thế cho Mazda 2 khi so sánh vẻ ngoài với đối thủ. Về cơ bản, Toyota Vios G CVT 2019 có kích thước chiều dài tổng thể 4.425mm, chiều rộng 1730 mm và chiều cao 1.475mm. Lớn hơn đối thủ Mazda 2 sedan khá nhiều khi có chiều dài tổng thể 4.320mm chiều rộng 1695mm và chiều cao 1470mm. Tuy nhiên, Mazda 2 lại có chiều dài cơ sở lớn hơn Vios một chút. Ngoài ra, bán kính vòng quay tối thiểu của mẫu xe nhà Mazda cũng nhỏ hơn so với Vios, giúp chiếc xe vừa có không gian cabin không kém rộng rãi so với Vios nhưng vẫn giữ được tính gọn ghẽ hợp với môi trường nội đô. Vậy nên nếu chỉ xét theo thông số kích thước, Mazda 2 có phần lợi thế hơn Vios về thiết kế đầu xe, toyota vios trông khá trang nhã với lưới tản nhiệt cỡ lớn tràn đều sang cả trên lẫn dưới với nhiều thanh nan đối xứng hai bên là đèn halogen phản xạ đa hướng đi kèm đèn ban ngày dạng led ngôn ngữ thiết kế của vios là Look với đèn pha hẹp kéo dài ra phía hông xe đèn projector vuốt ngược góc của lưới tản nhiệt là hai cụm đèn chạy ngày dạng led ở dưới đèn pha là đèn sương mù đặt trong hốc gió hình tam giác kiểu mới. Ở phía Mazda 2, chiếc xe giữ được dáng vẻ trẻ trung và hiện đại nhờ nhiều đường cắt đẹp mắt. Lưới tản nhiệt của xe có viền hình đôi cánh mạ chrome nối liền với cụm đèn pha lét. Xe sử dụng đèn halogen dưới là đèn sương mù vuốt nhọn lên, trông khá phù hợp với cản trước. Trước đây, bản hatchback của Mazda 2 có sử dụng đèn pha LED nhưng nay không còn phân phối nữa. Đây chắc chắn là một điểm đáng tiếc đối với người dùng. Cùng tiến về phía thân xe, Vios 2019 và Mazda 2 2019 đều có nhiều đường gân thể hiện sự cơ bắp. Cả hai xe đều sử dụng gương chiếu hậu chỉnh gập điện gắn báo rẽ. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá Mazda 2 cao hơn một chút nhờ bộ la răng 16 inch, lớn hơn 15 inch của Vios. Ở thiết kế đuôi xe, Toyota Vios trông cảm giác khá tròn trịa, trong khi Mazda 2 lại khá hầm hố ấn tượng. Đèn hậu của Vios là dạng đèn LED hình lá liễu được thiết kế rất tỉ mỉ, trong khi Mazda 2 lại góc cạnh hơn. Cả hai xe đều lắp đặt đèn phanh trên cao khá dễ quan sát. Cản sau của Mazda 2 tối màu trong khi Vios lại khá lớn và có gắn đèn phản quang được tinh chỉnh sao cho phù hợp với người dùng. Mazda 2 trông thể thao hơn một chút nhờ ống xả mạ chrome. Bước vào khoang nội thất, Toyota Vios có chiều dài cơ sở không tốt bằng đối thủ nên cabin cũng hẹp hơn một chút. Dù vậy, mức chênh lệch chiều dài chỉ có 20 mm nên cũng không thực sự rõ ràng. Về thiết kế bảng táp-lô, Toyota Vios đã khá khôn ngoan khi giảm lược bớt vật liệu nhựa, thay vào đó là viền kim loại cho các chi tiết như cửa gió. Để cho cảm giác sang trọng hơn trước. Ở phía Mazda 2, chiếc xe cho cảm giác khá đơn giản với một cửa gió kéo dài ở chính giữa, viền chrome nối từ hốc sang ghế phụ. Cả hai mẫu xe Nhật đều sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da. Tuy nhiên, vô lăng trên Mazda 2 có thể chỉnh 4 hướng, còn Vios chỉ có thể chỉnh 2 hướng. Trên tay lái của hai xe đều tích hợp các phím chức năng cơ bản như điều khiển âm thanh hay đàm thoại rảnh tay. Về đồng hồ lái, Toyota Vios nắp đặt cụm đồng hồ thiết kế kiểu Optitron, gắn đèn báo đi kèm một màn hình hiển thị đa thông tin có thể tự phát sáng. Toyota Vios G 2019 và Mazda 2 Sedan 2019 đều sử dụng ghế ngồi bọc da giúp người dùng thoải mái hơn trên mọi cung đường. Tuy nhiên, Vios hấp dẫn hơn với ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Ghế sau của hai mẫu xe đều gặp được 60 40 để tăng diện tích khi cần chứa đồ. Toyota Vios và Mazda 2 đều lắp đặt các tính năng cơ bản như điều hòa tự động có chức năng làm mát tương đối nhanh và tốt, đảm bảo cho khách hàng luôn thoải mái trong ngày hè oi bức. Ngoài ra, các trang bị giải trí trên hai mẫu xe có thể kể đến như màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối USB, AUX, Bluetooth, radio, MP3, đầu DVD. Âm thanh 6 loa khiến cho cabin luôn tràn ngập âm nhạc sôi động. Trong khi Toyota Vios có sẵn hệ thống AM FM kết nối WMA thì Mazda 2 lại có radio và đặc biệt là nút mở cốp điện. Bên cạnh đó, Toyota Vios có chức năng khóa cửa điện và khóa cửa từ xa, còn Mazda 2 lại có kính chỉnh điện và khóa tự động khi xe chạy. Về trang bị an toàn, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về sự phong phú về trang bị an toàn của Vios GCVT và Mazda 2 Sedan. Cả hai chiếc xe đều lắp đặt các tính năng như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, dây đai an toàn 3 điểm, kiểm soát độ bám đường và tay lái trợ lực điện. Ngoài ra, Toyota Vios có thêm cảm biến lùi, kiểm soát lực kéo, không xe qua Cột lái tự đổ, bàn đạp phanh tự đổ, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ. Còn Mazda 2 sedan lại có hệ thống chống trượt TCS, nhắc nhở thắt dây an toàn ghế trước, camera lùi, cảnh báo phanh khẩn cấp. Chúng tôi đánh giá Toyota Vios cao hơn một chút nhờ sở hữu 7 túi khí, nhiều hơn Mazda 2 chỉ có 2 túi khí. Về khả năng vận hành, Toyota Vios đang sử dụng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng 16 van DOHC cho công suất tối đa 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, Mazda 2 trang bị động cơ xăng 1.5 lít công nghệ Skytip 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép 16 van biến thiên cho công suất tối đa 109 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Như vậy khả năng vận hành của Mazda 2 có chút trội hơn Vios, nhưng Vios lại ăn tiền ở hộp số vô cấp cho khả năng linh hoạt hơn hộp số tự động 6 cấp của Mazda 2. Cả hai mẫu xe đều trang bị hệ thống treo trước dạng MacPherson, treo sau dạng trục xoắn và bộ phanh đĩa cho cả bốn bánh khá chắc chắn. Cũng như các mẫu sedan cùng phân khúc, tay lái trợ lực điện là tính năng không thể thiếu trên hai mẫu xe Nhật giúp cho hai chiếc xe có thể đánh lái vô cùng nhẹ nhàng. Độ êm ái của Vios và Mazda 2 cũng được đảm bảo thông qua bộ lốp dày có thông số tương ứng là 185/60R15 ở Vios và 185/60R16 ở Mazda 2 Sedan. Như vậy, nhìn chung thì Toyota Vios và Mazda 2 có thực lực khá tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu phải chọn một người chiến thắng thì chúng tôi xin dành nhiều tình cảm hơn cho Mazda 2. Toyota Vios cho cảm giác bền bỉ, an toàn, trang bị hấp dẫn, nội thất rộng rãi và đặc biệt là khả năng giữ giá bậc nhất. Còn ở phía Mazda 2, chiếc xe có ưu thế ở ngoại hình trẻ trung và đặc biệt là mức giá cực kỳ rẻ mà chất lượng lại không thua kém Vios là bao.